Chào tất cả các bác. Ở video clip này em lại lên sóng một đôi loa Avon Bombi nữa các bác ạ. Thì vừa nãy em lên sóng đôi loa Avon này bán giá 12.500.000 đồng. Chưa đầy 15 phút lên video thì có một bác khách đã mua luôn của em rồi. Lẽ rồi có rất nhiều bác hỏi mua loa Avon. Thì đây là một trong những cái dòng loa cổ của Mỹ. Nó cực kỳ nổi tiếng và nó đi sâu vào tiềm thức của người chơi audio Việt Nam các bác. Nhất là những bác thích những đôi loa mà nghe nhạc vàng. Đây là một trong những dòng loa nghe nhạc vàng của Mỹ. Nó hay đến cỡ mà không muốn nhấc chân, không muốn nhấc đùi lên để nghe, để mà đi các bác ạ. Khi các bác mở đôi loa này lên các bác nhá, nó mà đã cất tiếng rồi thì các bác không muốn làm gì luôn, ngồi im tại chỗ nghe các bác ạ. Nghe bài hết bài nọ bài kia. Có những đôi loa làm cho chúng ta nghe cả một cái đĩa CD, không thấy một bài nào ở trong đĩa CD đó dở cả. Thì các bác nghĩ ngay đến những đôi Avon, AR và một số dòng loa nữa. Tí nữa em sẽ giới thiệu các bác. Các bác nhìn ở xa xa kia các bác có thấy một đôi loa chép bến thế không các bác? Đôi loa này em sẽ giới thiệu các bác một đôi loa trong video sau. Em vừa về hàng xong, em còn chưa lau bụi các bác. Đó chính là Pioneer HPM 1500, dòng cao cấp nhất của HPM. Nó sử dụng một con chép biến thế thì em sẽ giới thiệu trong video sau các bác nhé. Bây giờ đi vào nhân vật chính là đôi loa Avon này các bác, tiếng không đỡ được các bác ạ, phải dùng từ không đỡ được. Cái bass của nó nhún các bác, nó nhún rất tuyệt vời các bác. Mà cái tiếng của nó khi nó cất cái tiếng chép lên các bác ạ, róc rách xì xì nghe tuyệt vời. Nó không phải là chép điện, cũng chẳng phải là chép đôm, mà cũng không phải là chép thạch anh hay là chép gì cả, mà nó là dòng chép đỏ dầu cá chê đặc quyền của Avon các bác ạ. Cái con chép này là giống hệt con chép Avon này đấy các bác. Nên là hai đôi loa này có cái chất tiếng giống hệt nhau, khác mỗi cái thùng các bác, cũng là củ từ vuông giống hệt nhau luôn. Đây các bác, khác mỗi cái con này là nó sản xuất năm 1973 các bác nhá. Nó chả khác cái gì cả các bác ạ. Đôi loa này cũng giống hệt đôi loa kia, không khác cái gì cả. Nhưng mà đôi này thì nó cũng sử dụng từ vuông bánh trưng Avon Bombi các bác quá biết rồi. Những đôi Avon Bombi này em nói luôn giá 12.500.000, đẹp xuất sắc như vậy. E-căng còn chưa bọc lại, các bác lưu ý là E-căng chưa bọc lại mà nó như thế này thì là nó rất là đẹp rồi các bác nhé. Nó có một chút gọi là theo năm tháng các bác. Đó, theo năm tháng thì cái chuyện này là chuyện đương nhiên. Đó, cái xương của E-căng còn nguyên bản của nó, bằng cái loại giấy dầu các bác. Đó, nguyên của nó các bác. Tiếng của nó thì thôi rồi các bác, Avon này thì không phải bàn về tiếng rồi. Em thì nói giá các bác đủ hiểu, 12.500.000, giá cực kỳ tốt bây giờ. Từng đường nét các bác ạ, không một vết các bác nhá. Đây là phần nhựa xương của nó lần sau này, bình thường rất dễ bị mất cái phần nhựa cao su này. Các bác nhìn này ạ, nét cứng luôn. Thế rồi loa tuyển chọn, nghe nhạc vàng thì phê luôn các bác. Cũng mỗi một đôi ra đều có một chữ ký của người test và người xuất xưởng các bác kia. Dòng này thì nó đẳng cấp, giống hệt đôi kia, hai đôi giống hệt nhau đẳng cấp. Các bác thích thùng Bombi thì các bác Bombi, cái thùng Bombi này thì các bác có thể chơi đôi này. Đôi kia em bán rồi, hai đôi giống hệt nhau, nặng như nhau, có hình như nhau và giá bằng tiền nhau. Bombi này thì nhiều người biết hơn, dòng này thì nó nổi tiếng hơn và nó cũng dễ kiếm hơn. Cái dòng này thì nó dị hơn một chút các bác, dòng này nó dị, nó hiếm hơn một chút. Nhưng mà giá thì bằng nhau, tiếng như nhau, 12.500.000. Thì âm ly San Sui 6.900 và 7.900 em đang sẵn hàng, đẹp xuất sắc luôn. Hai chiếc âm ly này mà các bác chơi với con loa Avon này các bác ạ, hoặc cái dòng Philips này,
châu Âu này, cái dòng châu Âu này thì em vẫn thích cái tiếng của châu Âu hơn. Con âm ly này có 9.3 triệu thôi. Con sóng 7.9 này giá là 11 triệu. Con 6.9 này giá 9 triệu. Cái chất tiếng, cái chất liệu âm thanh đem lại các bác là tuyệt hảo để mà các bác đánh vào những dòng Avon và AR các bác nhá. Nhất là Avon chép đỏ, cứ Avon chép đỏ không chanh các bác ạ. Tuyệt tuyệt hảo các bác. Và em cũng xin tạm dừng video clip tại đây. Con âm ly Sansui 6.9 này thì nó đánh 8 sò sắt. Em đã tháo ruột rồi, đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Có cầu chữ U và công suất tham khảo 132W. Đánh hai cầu AB cộng B, 4-16 ohm, tản nhiệt lộn thiên. Còn nguyên xốp ở trên tản nhiệt. Đó, chưa lau chùi kỹ đâu các bác. Nói chung đẹp, đẹp xuất sắc các bác ạ. Thì em sẽ cố gắng trong đợt Tết này em sẽ phục vụ các bác từ những bộ cấu hình vừa nghe vừa hát, những bộ nghe nhạc chuyên sâu, nhạc cổ hay những bộ đời cao. Em sẽ cố gắng tất cả các phần khúc em sẽ cố gắng làm thật tốt để các bác có thể có nhiều sự lựa chọn khi đến với em. Đến với Tiến Dũng Audio thì các bác yên tâm, tất cả mọi chất lượng các bác nhìn đấy, cái thùng đường gờ của nó này theo năm tháng các bác, cái đường gờ này vẫn còn rất đẹp các bác, cực kỳ đẹp các bác nhé, rất rất đẹp luôn đó. Thì đôi loa giá 12.5 triệu, Avon Bombay, bát dâu quặp màng hơi hồng hồng đỏ đỏ tím tím các bác đó. Tiếng bát thì khỏi nghĩ luôn các bác ạ, hôm nay bát 25, 12.5 triệu. Rồi em cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin kính chào các bác. Quá tuyệt vời, chất tiếng. Từng con ốc các bác nhìn kỹ được con ốc. Vết gọn đẹp chuẩn luôn các bác ạ. Chung chân truyền.